Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Linh cảm ơn cả nhà rất nhiều vì luôn đồng hành với kênh của Linh. Linh không nhớ đây là lần thứ mấy mình bay luôn á. Hình như đây là lần thứ 5, thứ 6 gì đó. Và Linh rất là thích anh phi công này. Tại vì anh dạy cho mình rất là kỹ nè nha. Cách mình đón hướng gió và cách mình bay á, cho nó nhẹ nhàng. Hôm nay thì Linh lại tiếp tục kể cho mọi người nghe cái công việc hàng ngày diễn ra ở đây như thế nào. Rồi giống như tiếp tục cái mà các cái clip trước mọi người đã xem rồi đó cả nhà. Welcome back to my channel. I cannot remember exactly how many times I've flown. This pilot have taught me very carefully. He taught me how I can go on with the wind and how I can move the plane up smoothly. And today I wanna continue tell you how we run our day at the airport. Just continue with the previous clip you have ever seen. But let me land first and then I will tell you more when I am on the ground. Mà đầu tiên á, mọi người phải để Linh đáp xuống mới được nha. Đáp xuống xong thì mình mới tiếp tục câu chuyện về cái sân bay này nữa nha cả nhà. Licht. En start nu. Mình phải kiểm tra cái máy bay nó bay lên có độ an toàn chưa, cái dù của cái dây cáp nó có bung ra chưa. Đó là kèn báo động của cái truck ngoài đó đó, cái xe kéo ngoài đó. Bây giờ cái dù nó đã bung, bắt đầu nó từ từ nó rớt xuống. It's okay now, right? Ở đó có một máy bay không biết nó sắp đáp xuống rồi đó. Cái máy bay đó chạy nãy giờ chạy đường vòng cũng xa. Ô, có một máy bay này đáp xuống nữa rồi. Là số mấy ta? 881. Yes, tốt. And then land nữa. Ok. Thích hay cả nhà ha. Xong cái này thì đi xuống dưới làm công việc ở dưới lên nha. Bây giờ khi mà mỗi chiếc máy bay đáp xuống là mình phải đi có một chiếc xe như vậy nè, kéo nó trở về cái chỗ cũ. Thì bây giờ mình đi để lấy chiếc xe. Ok. On the flight land, we need to go pick it up. So we travel with this, I don't know how to call it, just mobile scooter. And then we go to pick it up and pull it back to this place. Tới rồi, mình phải chạy đúng cái đường và không được chạy trên cái sợi dây cáp nha cả nhà. We are not allowed to ride on the cable. We have to ride in the right place. On the right place, not in the right place. On the right place. We are almost there. Nói chung là mình thích thì mình làm thôi chứ không phải là người ta ép buộc mình làm. Nhưng mà mình Linh thích làm cho nó vui. Ok. Đây là cái bánh xe mà mình phải gắn phía sau cái đuôi máy bay. Tại vì mình mới gắn máy bay đó, mình kéo máy bay thì cái nó mới
nó mới kéo được, nếu không thì sẽ không kéo được. We need to connect this wheel to the tail of the flies, otherwise we cannot pull them. Sorry, cannot pull it. Nee, zit hij wel goed? Moet hij iets naar achteren misschien? Nee, de achter is... Nee, moet het hele ding naar achteren of niet? Zit hij daar achter tegenaan? Netjes, lekker weg geweest. Ja. Ja, heel goed. Hier ging gewoon te bief vliegen. Hier, hè? Oh, nee, had ik nog een lijn. Oh, nog een keer. Ja, dit. Als we gaan op een keel, dan gaan we gaan wat. Ja, oké. Nee. Ja, het is mijn laatste even het hoi. Moet je bij komen zitten? Ja. Bây giờ có chiếc bye bye phía sau cho nên hơi sợ. Biết với sao? Này đi con. Xuống hôn. Cởi cái mũ ra mọi người mới thấy mặt Linh chứ. Mọi người thấy không? Phía sau là mọi người đang đẩy chiếc bye bye đó. Ok. Try, try. Đi con. Yeah. Nog verder, nog verder. Nee, die kant op. Even naar, kijken, naar hem kijken. Oké. Cái chiếc máy bay này đó là mọi người muốn mua là giá của nó red door of rice train. Even kijken naar hem. Bye bye này là giá của Midden. Nó Midden yeah. Okay. Giá của nó là 70-80 ngàn euro. Cho nên ai muốn mua cái giá này thì mua. Mà mua được cái giá này xong á, là phải mua nguyên cái miếng đất như vậy nha cả nhà. Rồi mua cái gara để nó nữa, chứ không phải là chỉ có mua chiếc máy bay không đâu. Cho nên mình nghĩ là nếu mà muốn mua một chiếc máy bay này là máy bay tư nhân, ít nhất phải có 300 ngàn. If you want to buy, sorry, the cost of one flight is about 70 to 80 euro or 80,000 euro. Yes. If you want to buy this one, you want to buy and fly, you have to, I think, minimal have 300,000 euro because you need to buy a piece of land and also the radar for the for the airplane, for the flight. I just mix it up. Nog ietsjes verder naar achteren. Yes. Niet heel hard. Ja, nu naar de bus. Naar de bus. Yes, I see it. Ja, naar de bus toe. Nee, daar is de bus. Oké. Okay. This one also bus. This one. Nee, er is maar één bus hier zo. En die kant op? Yes. Verder. Bijna. Kom maar. Oké. Giờ Linh phải đi lấy cái sợi dây đó ra.
một cái quá trình kéo máy bay, mọi người coi tiếp nhé. Còn quá trình để cho máy bay nó bay lên nữa. Ok. Phải đậu xe đúng chỗ. Chút xíu gặp lại nha, bye bye. Cả nhà biết không, cái tổ chức này á là tổ chức cá nhân nha, chứ không phải là của chính phủ hoặc là của một công ty gì đâu. Đây là của biệt đội bay Hà Lan đó cả nhà, nghĩa là của mấy cái người phi công ở Hà Lan, và họ hùng tiền với nhau, họ mua cái miếng đất này, mua máy bay, cất nhà hàng và bắt đầu dạy máy bay. Và họ không có lấy tiền công nha cả nhà, họ chỉ lấy tiền của học viên thôi để duy trì cái tổ chức này thôi. Nghĩa là mỗi người khi mà tới đây là phi công dạy học cho mình á, họ không có lấy một đồng lương nào hết. Họ tới đây khi mà họ rảnh hoặc là họ thích thì họ sẽ làm tình nguyện viên. Đa số họ là phi công của hãng quốc gia Hà Lan, hãng KLM, và một số họ là phi công của quân đội Hà Lan. Cho nên khi mà mình tới đây á, mọi người thấy là Linh đó làm những cái công việc như vậy nè, và phụ giúp ở cái khu vực sân bay này. Tại vì nếu mà ở những cái chỗ commercial, chỗ kinh doanh á, thì mình không cần phải làm mấy cái chuyện này đâu, nhưng mà mình phải trả tiền nhiều hơn. Tuy nhiên á, Linh thấy là Linh thích cái chuyện cái này, tại vì mình học hỏi được rất là nhiều. Còn nếu mà mấy chỗ kia thì mình lại mình học xong rồi mình về, chứ mình đâu có được tham gia những cái khâu nhỏ đâu. Ở đây còn có người học lái xe tải đi kéo mấy cái dây cáp nữa. Cho nên Linh thấy ở đây Linh rất là thích cái tổ chức này. Nói chung là khi mà gặp những người có kinh nghiệm á thì hay lắm. This organization is not from a company or a commercial organization, it's just a group of pilots in the Netherlands. Not all, but some of them, many of them, shown the retired pilots, or they are still working, and they collect money, they put together, they buy stock of land, they build a restaurant, and they buy the flights, and they give the lesson. All of them are volunteers, they don't receive any salaries, they just do it for fun. Because they like it, that's why we don't need to pay so much money, but we have to do many things like helping in the airport. But I like it very much because during working I learn a lot. The experience which I have never had in my life, so it's fantastic. Và cái giống như Linh nói là có những người mà phi công đang làm việc á, thì thực ra là có những người đã tới đây học từ năm 14 tuổi rồi đó cả nhà. Giống như con Linh tới đây nè, chơi là bắt đầu 14 tuổi tới đây chơi xong rồi thích cái chỗ này, và anh ấy học trở thành phi công. Học phi công xong rồi đang làm việc phi công luôn, và trong cái kỳ nghỉ này trở lại đây dạy học, tại vì anh ấy thích làm cái điều này. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh nha. Linh mong mọi người á sẽ rất là thích cái clip của Linh, giống như là Linh vậy đó. Nhưng mà tất nhiên là qua clip của Linh cắt rồi, mọi người sẽ không thấy hết cái quá trình học bay của Linh. Tuy nhiên là mong mọi người hãy chia sẻ, và Linh cũng mong là sẽ tìm được những người có chung cái sở thích bay với Linh. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà một ngày thật vui, và hẹn gặp lại cả nhà trong clip tới nhé. Bye bye.